tiếp chương 187 đến chương 189, mọi người tự giác đi nhà. Trong phòng Tuyết Vũ nói, không ngờ anh lại, kỹ thuật không tệ đấy, anh học, ở đâu ra mấy chiêu này thế? Lục Phong thở mệt, lúc trước ở Hawaii, ba anh có từng dạy anh tí. Lục Phong, tay nghề anh cũng tuyệt quá, cơ thể em dễ chịu lên rất nhiều rồi. Lục Phong gãi đầu cười nói, em thấy cả người thoải mái tức là tay nghề anh không đi xuống rồi. Tuyết Vũ dùng hai tay xoa má Lục Phong, tay nghề của anh có mở tiệm cũng không vấn đề gì. Vậy thì không được, anh chỉ muốn phục vụ mình em thôi tuyết vũ ngại ngùng chỉ biết nói ngọt thôi chuyển cảnh tới sáng hôm sau trang thu vân vừa đi chợ về như mẹ đã nói coi như lục phong cho nhà ta được đứa cháu thì nó vẫn chẳng được ích gì kỳ ngọc thụ hỏi ra ngoài mua đồ ăn thôi lại có chuyện gì nữa sao nhắc lại càng tức cái bà vương hàng xóm con rể bà ta vừa cưới về đã tặng cho vợ một căn nhà kép mấy trăm mét lục phong vẫn luôn nói mua nhà mua nhà tới bây giờ nhà mới cũng chỉ trên miệng nó chứ có thấy bóng dáng gì đâu Tuyết Vũ kéo mẹ lại, Lục Phong cũng đâu phải là không có tiền, xe nhà cũng mua rồi, nhà ở cũng chỉ có chúng ta, chăm sóc hai người không tốt à. Tiền của nó thì đồng nào là của nó, chẳng qua Lục Phong quen biết mấy người có tiền thôi, gì thì gì cũng mua nhà cho con gái tôi đi. Trang Thu Vân ném một quả trứng vào đầu Lục Phong, Tuyết Vũ nói, con nói mẹ sao có thể quá đáng thế chứ. Anh không sao đâu, Kỳ Ngọc Thụ ngồi xuống ghế thở dài, người vừa về mà bà đã nháo loạn rồi. Mẹ Tuyết Vũ nghiêm túc nói, nếu không có nhà, về sau có cháu lại vẫn ở cái nhà rách này à, con cũng nên nghĩ cho con cái con chứ." Tuyết Vũ nói, "Vậy thì tạm thời không cần con cái." "Sao lại thế được chứ, chắc chắn phải có con, nhà cũng phải mua ngay." Lục Phong nói, "Nhà thì con đã mua rồi, vốn định chờ đến sinh nhật của Tuyết Vũ mới nói." Tuyết Vũ ngạc nhiên, "Anh, anh mua lúc nào, ở đâu?" Lục Phong ghé lại nói với Tuyết Vũ, "Ở phía Đông Đế cảnh, biệt viện khu trung tâm, lúc trước em nói thích đó." Phía Đông Đế cảnh, khu biệt viện đó phải hàng trăm tỷ lại là khu trung tâm lại càng không phải có tiền là mua được lục phong anh mua thật à anh có giúp một người bạn cho nên anh may mắn mua được một căn giá thấp trang thu vân chỉ tay về lục phong anh nói mua là mua giấy chứng nhận đâu tài liệu liên quan đâu lục phong bấm số gọi là tôi đây cô qua đây một chuyến đi đem theo giấy chứng nhận bất động sản ở phía đông đế cảnh nữa hả tôi chờ xem nếu không đưa được qua thì lục phong anh quẩn lại cũng chỉ là một thằng phế vật một lúc sau có tiếng gõ cửa để em đi mở ồ cô kỳ ở nhà à Tuyết Vũ ngạc nhiên, sao lại là chị? Tôi mang giấy chứng nhận sang cho Lục Phong, Trang Thu Vân giật lấy, đưa tôi xem nào. Trời ạ, à, thật đúng là giấy chứng nhận biệt thự cấp S khu trung tâm phía Đông Đế Cảnh, dấu má chữ ký đều có, không giả được. Hừ, coi như nó có chút lương tâm, ký tên Tuyết Vũ trên giấy tờ, nhà chúng ta cũng nuôi nó 3 năm rồi đó. Đường Mộng đi ra cửa, đây là chìa khóa biệt thự, cô là người phụ nữ của anh ấy, nhớ giữ cho kỹ, đừng để người khác cướp mất. Cảm ơn chị, đó là điều đương nhiên, không phiền chị phí tâm lục phong thấy tuyết vũ và đường mộng ngại ngùng nghĩ rõ ràng mình bảo lão lưu qua đưa sao đường mộng dĩnh lại qua cô đường khoan đi đã à lục phong hợp tác vui vẻ lần sau tiếp tục nhé tuyết vũ đóng cửa lại cái người phiền phức này mau đi đi lục phong vui vẻ nói mọi người có thể vào ở ngay phí nhà ở đã trả cả tuyết vũ lo lắng hỏi căn nhà này lục phong an ủi tiền mua nhà đều là chính đáng do bạn anh giới thiệu cho nên mới rẻ đi một chút nhưng mà anh nên mời những người bạn đó ăn cơm cảm ơn cô ấy chuyển cảnh đến nhà hàng đường mộng cầm ly rượu lên nói anh không hiểu phụ nữ con gái ghét nhất là lừa dối đường mộng nửa đường rẽ ngang qua đưa giấy tờ liên tục xuất hiện trước mắt tôi rốt cuộc cô muốn gì đường mộng sờ cầm tôi nói tôi muốn anh anh tin không cô đường có một số chuyện có thể đùa được nhưng cũng có một số lời xin cô ăn nói cẩn thận đường mộng nghĩ sao ánh mắt anh ta khiến mình sợ hãi thế kể cả khi lục phong lạnh lùng như vậy tôi cũng rất khó buông anh ra đường mộng cầm ly rượu uống cạn tự chán an mình không mai bị sặc. Cô Đường, cô không sao chứ? Tôi không sao, lần đầu tiên tôi uống rượu này, vị có chút không quen. Cảm ơn, thực ra căn biệt thự mà anh chọn ở trung tâm phía đông đế cảnh, vốn ba tôi cũng nhắm đến. Lục Phong ngẫm nghĩ, nhưng tôi không nhận được bất kỳ tin gì liên quan đến việc nhà họ Đường muốn mua căn đó cả. Là tôi nói với cha tôi, tôi có một người bạn rất quan trọng, anh ấy rất cần căn nhà này. Lục Phong nghiêm túc, là cô buông bỏ căn biệt thự đó, cô đưa giấy tờ qua nhà họ Kỳ, không phải là ngẫu nhiên nhỉ. Bingo trả lời đúng rồi chính tôi đã chủ động liên hệ với tổng giám đốc lưu bàn điều kiện với ông ta đường mộng kể lại tổng giám đốc lưu ông để tôi đưa giấy chứng nhận bất động sản với giấy tờ khác cho lục phong cũng coi như tôi làm việc tốt không công nhưng mà cái này lục phong giao cho tôi bảo quản nếu nhà họ đường nhất quyết mua căn biệt thự đó bất động sản phong vũ muốn nắm lấy căn nhà đó không dễ vậy đâu các người muốn nhanh chóng đưa nó về tay mình đúng không chỉ cần để tôi tự tay đưa nó cho lục phong nhà họ đường sẽ tự tay buông bỏ căn biệt thự đó hơn nữa còn hợp tác với bất động sản phong vũ vô điều kiện nếu ông không tin tôi đây là một bản hiệp nghị mà tôi đã thảo ra ông ký tên là được lục phong thở dài nghĩ lão lưu vẫn luôn làm việc cẩn thận quả nhiên là đường mộng ra điều kiện cảm ơn cô đường đã nhường căn biệt thự cho tôi nhưng đưa ra hợp tác vô điều kiện cô đường hẳn không tránh khỏi thiệt hại nhỉ thiệt hại sao có thể khiến anh chủ động dùng bữa với tôi vậy không tính là thiệt rồi tôi sẽ giúp nhà anh liên hệ với công ty dọn nhà mẹ vợ trang thu vân của anh hẳn cũng không chờ nổi vào ở trong biệt thự đó đâu nhỉ Đường mộng, cô giúp tôi nhiều lần, tôi hứa nếu cô gặp khó khăn tôi sẽ giúp. Tôi vốn cũng không cần anh báo đáp cái gì, vì nhà họ đường chẳng thiếu chi, nhưng nếu anh cứ một mực thì. Điều đầu tiên, chuyện hôm nay gặp tôi, không được nói cho ai, kể cả kỳ tuyết vũ. Ba tôi không thích tôi dùng bữa cùng trai lạ. Lục phong chống cầm ngẫm nghĩ, mấy đại gia tộc khu Giang Nam đều thâm căn cố đế, mấy năm gần đây nhà họ đường lại phát triển phồn thịnh, không có khúc mắt gì lớn, có thể làm trợ giúp. Đường mộng nâng ly lên, vậy chốt nhé, lục phong do dự được tôi đồng ý với cô chuyển cảnh bên ngoài nhà hàng để tôi tiễn anh không cần đâu để tôi tiễn anh một đoạn trong xe không ai thấy đâu coi như tôi cảm ơn anh người khác có hỏi thì cứ bảo là bạn đưa về là được lục phong do dự một hồi rồi cũng bước lên xe chuyển cảnh đến nhà tuyết vũ qua của sổ trang thu vân thấy lục phong bước xuống xe người đưa về còn là nữ tuyết vũ con đi cha lục phong ngay nó hẳn là đang nói chuyện với gái bên ngoài đấy hả mẹ nói cái gì lục phong không làm loại chuyện đó đâu Thu Vân vội vã cải, có phải lúc hai đứa trên giường, con rụt rè quá, nó thấy không đủ mới, mới tìm mối mới, cái thằng phụ bạc đó, có tư cách gì mà phụ bạc con gái mẹ? Đâu có, mẹ đừng nói nữa, nãy mẹ vừa nhìn thấy nó xuống khỏi xe của một cô gái xinh đẹp lắm tiền đó. Sao thế được, nhưng mà đúng là anh ấy nói đi ăn cơm với bạn. Nó có nói cụ thể là bạn nào không, chẳng may là một cô bé lắm tiền, tóm lại là mẹ không nhìn nhầm đâu. Lục Phong mở cửa, sao thế? Tuyết Vũ hỏi Lục Phong, hôm nay anh đi ăn cơm với ai vậy? Lục Phong nhớ lại, điều đầu tiên, ngày hôm nay gặp tôi không được nói cho ai, kể cả Kỳ Tuyết Vũ. Biết quá nhiều sẽ càng dẫn đến càng nhiều phiền toái. Lục Phong gãi đầu cười nói, anh với Thần Đông là người em gặp lúc trước ấy, quản lý của phòng thể hình, người cao cao to to. Tuyết Vũ lo lắng nghĩ, sao anh ấy nói dối? Có khi nào Lục Phong thực sự đi với người phụ nữ khác, mình rốt cuộc nên làm gì đây? Chuyển cảnh tới sáng hôm sau, tại phòng làm việc của Tuyết Vũ. Nhã Lâm gõ cửa, Tổng Giám đốc Kỳ, quà tặng mà chị bảo đã được chuẩn bị xong. Ừ, tập đoàn Lâm Lâm của Đường gia là đối tượng chúng ta vừa hợp tác, nhất định phải quan hệ cho tốt. Tôi cần tới tận nhà thăm hỏi lão gia nhà họ Đường, giá trị quà lần này không được thấp. Đây là thứ tôi đã chuẩn bị, chị có thể xem qua. Tuyết Vũ mở ra xem, chuẩn bị rất ổn đó. Đi thôi. Lục Phong nhận được điện thoại của Đường Mộng, bảo là tới bãi đỗ xe gặp có chuyện cần. Chuyển cảnh tới bãi đỗ xe, Lục Phong hỏi, cô có gì khó khăn à? Lên xe trước đi đã. Chuyện phiền phức cô gặp phải là gì? thế lực của khu giang nam này không phải của vương hổ mà trong tay đường ra các cô liễu gia trương gia tưởng gia lại còn tập đoàn phong vũ hùng mạnh đường mộng hơi kinh ngạc nghĩ anh ta nhìn chuẩn thế cục như vậy sao mở miệng nói nhưng mà tôi không phiền lòng những chuyện đó thế là chuyện gì đường mộng ngại ngùng nói tôi muốn anh đi với tôi một chuyến tới đường ra được không lục phong vung tay được chứ vốn nghe cụ ông đức cao vọng trọng tôi cũng muốn thăm hỏi một lần ừ mỗi năm nhà tôi đều tổ chức một buổi tiệc không chỉ có người nhà họ đường tham gia mà còn mời những đối tác làm ăn nữa tôi muốn anh có thể có mặt không thành vấn đề bây giờ đi luôn đường mộng hổ thạnh nghĩ anh đừng trách tôi tôi cũng không còn cách nào khác chuyển cảnh đến đường ra con bé mộng dĩnh còn chưa tới sao cô ấy buổi sáng có nói là đi đón một người bạn quan trọng có thể sẽ đến muộn một chút hẳn không phải bạn bè thông thường bà của đường mộng vui vẻ mộng dĩnh của chúng ta cũng nên tìm bạn trai rồi cửa mở ra bà ơi cháu về rồi cháu nhớ bà quá dạo này sức khỏe bà thế nào khỏe phải rồi bà thấy cậu hai nhà họ tưởng cũng được đấy hay các con thêm liên lạc đi bà đừng giới thiệu đối tượng cho cháu nữa lần này cháu đưa người về đây đường mộng xấu hổ nói anh ấy là bạn của cháu lục phong lúng túng chào bà lục phong nghĩ đường mộng muốn nhờ hóa ra là giả làm bạn trai phiền rồi đây mộng dĩnh tôi vẫn luôn cho là cô kém chọn nên mới không chịu kiếm bạn trai bây giờ xem ra mắt cháu mù rồi hử hay là cô giới thiệu cho một bệnh viện mắt nhé mộng dĩnh à dù gì cháu cũng là cháu gái mà ông cụ cương nhất chuyện trung thân đại sự không thể tùy tiện được bà đường mộng ho khải nói có thể trên người cậu đó có tiềm lực vô hạn nhưng tại xã hội này con người chỉ quan trọng kết quả thôi tiềm lực của cậu có lớn thì người ta cũng không muốn lãng phí thời gian chờ cậu phát triển cậu rõ chứ bà cụ thở dài nói tiếp chúng tôi không phải là coi thường cậu nhưng mà bạn trai của mộng dĩnh không thể tầm thường được lục phong nhìn bà cụ không biết bà đường có nghe qua câu này chưa câu gì đồng cam cộng khổ anh không ở phú quý giàu sang anh là ai đàn ông chỉ quý trọng người phụ nữ đã cùng chịu khổ với mình cậu nói hay lắm chỉ có cái miệng biết nói chả trách có thể dỗ mộng dĩnh vui vẻ có người hỏi anh đang làm công việc gì nói cho mọi người cùng nghe đúng đó vậy chúng tôi cũng đi tìm bạn trai lấy chị mộng dĩnh làm mẫu lục phong cười ngại tôi với bạn là mua bán điện thoại gọi là buôn bán nhỏ thôi một cô gái che miệng lại như không giấu được nụ cười tôi nói biết mà phú nhị đại ở cái đất giang nam này chưa từng nghe đến tên anh hóa ra chỉ là một chủ tiệm nhỏ